tôi rất nể trọng cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Tôi nghĩ rằng cái đội ngũ phóng viên báo Nghệ An đã lăn lộn thực sự, phải dùng chữ lăn lộn, bám sát cái địa bàn, phản ánh đúng cái nguyện vọng tâm tư của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tôi nghĩ là thời gian qua thì báo Nghệ An đã phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong cái việc liên kết tương tác. Thời gian tới tôi cũng mong là báo Nghệ An tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị để chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc kết nối giữa các cái trang báo mạng. Động lực để mình đến với báo Nghệ An và cố gắng viết bài là vì bà con nhân dân. Thực sự mình thấy khi vào với bản làng, bà con rất là yêu quý những người làm báo. Thấy mình đưa mẹ hành đến là bà con rất là thích cô nhà báo, chị nhà báo và các em nhỏ rất là vui và được chụp ảnh nữa. Nên là đó cũng là một động lực rất là quan trọng đối với mình. Và quan trọng thứ hai đó là mỗi lần khi mà cái tin bài của mình lên, mình rất là tự hào. Khi mà cái tên mình được sướng lên ở trên cái trang mạng nào đó, trang báo điện tử Nghệ An, thì mình cũng thấy tự hào vì mình đã góp một chút gì đó để truyền tải những thông tin đến với bà con và đến với tất cả mọi người.